Hello anh em, hôm nay cà phê với ông anh nè, thấy chiếc mạc quá đẹp luôn anh em. Chiếc mạc quá đẹp luôn, phải quay lại cho anh em coi cái cảnh này nè, rất là đẹp luôn. Đây, rất là đẹp không? Đó. Anh em biết sao lý do bán con xe này không? Bán con xe này để lấy tiền làm vốn nhập mấy con xe nhỏ về cho mấy anh em chơi á. Đó, cho nên mấy anh em mua đi, chỉ có 790 thôi mà quá là tuyệt vời. Đó, thấy không? Đẹp, đẹp quá anh. Đẹp, đẹp. Bán lấy tiền làm vốn mua xe nhỏ. Đây đây có con mạc nào đẹp lắm luôn, bữa nào trời sáng á review cho anh em xem. C300 đúng không? Đây C300 rồi. Nó có nhiều chức năng hay lắm nha anh em. Ví dụ như cái này nè đúng không? Mình tới mình đá chân vô cái là cái cốp tự mở. Đó thấy không? Đá chân vô cốp tự mở. Ồ quá trời luôn. Rồi đá cái nữa là tự đóng lại. Đó. Đây đá nè. Rồi tự đóng lại. Đã không anh em? Rồi khi mà anh em bọc cái chìa khóa đúng không? Anh em bọc cái chìa khóa, anh em chỉ cần tới thôi là nó tự động là cửa nó mở cho anh em luôn. Đó. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Đây vô ngồi cho anh em xem nè. Mình quay cho em cầm. Con này là có 5 chế độ lái luôn nha anh em. Là comfort nè. Rồi chế độ gì ta quên rồi. Eco. Eco rồi sport, sport cộng, Eco là comfort, sport, sport cộng là chế độ individual. Tự là chế độ mình tự điều chỉnh. Đúng rồi. Individual. Anh Minh tắt nhạc Minh. Đó. Đây nè. Còn nữa không? Đẹp lắm anh em, thấy không? Mạc. Ô, anh Minh mở đèn sáng thôi. Đây. Rất là đẹp luôn. Còn xe số tự động. Comfort. Sport 5 chế độ. Sport cộng. Chế độ tùy chỉnh nha, giống như trên con Ducati V4 vậy đó. Này quay đây, ray chip. Này ray chip. Đó. Nó có chế độ ray, ray cộng, ray sport cộng, sport N, eco, eco cộng. Ghế ngồi trong này rất là thoải mái, bữa nào ban ngày đây rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Ghế ngồi thoải mái lắm nha. Ghế sau rộng. Cái này ngồi thoải mái kìa anh. Rồi ngồi đây thôi chứ. Auto đẹp trai luôn á anh Minh. Vô lăng bọc carbon. Ừ. Cái này anh đổ hết nhiêu à? Vô lăng đổ mấy triệu á. Bọc lại. Mấy triệu. Đẹp ghê. Quá tuyệt vời luôn. Không phải trực tiếp quay ra trực tiếp hơn. Bữa nào em rảnh. Đó, quá đẹp luôn đây. Ủa anh Minh có đổ gì nữa không? Body kit. Body kit là lên này đúng không? Không, dưới này nữa. Lại lên cái ga lăng luôn. Ga lăng GTS. Ga lăng GTS. Body kit trước sau luôn. Nhìn ngầu quá. Mâm nữa. Quá đẹp luôn. Anh có dán chống nóng không? Có. Dán phim. Cái này là dán phim. Còn này cái viền này là dán đen. Cái này bọc carbon. Đuôi gió carbon. Đuôi gió carbon này 17 dao không? Không, cái này rẻ không có nhiêu đó, 3 triệu à. Đuôi gió giá bình dân của tất cả luôn 3 triệu rồi, 3 triệu 3 triệu rưỡi. Carbon. Cái này là cái body kit cũng sẽ có 3 luôn, thay bô luôn. Anh lên bô bô mắc bô. Cho anh thấy mấy ông kia chơi cũng lên bộ AK luôn. AK là bộ lâu FI dành cho mấy xe trên 500 nữa thôi. Ráp ráp to đủ cũng lên. Ráp to không có, ráp không có. FI là thường, bộ FI là cho xe siêu xe. Đẹp quá. Con này mới là 2 tỷ, 2 tỷ mấy. 2 tỷ mấy. Nó đẹp bằng ghê nó xích rồi, ghê nó xích bự hơn chứ. Ghê xích nó bự ghê anh Minh. Ừ. Mâm. Ủa mâm nó không để chữ mạc không, mâm mồ chơi
này buổi sáng em quay là thấy con heo vàng đẹp. Bữa nào ban ngày em quay. 59. Đẹp quá. À, anh mình lên xe nhanh quá. Đó đang quay toàn thể cho anh em xem. Đó, quá đẹp luôn. Tuyệt vời.